To give a general statement, and then you give some supporting. Just similarly in writing, we're gonna have a very general statement, and then you're gonna have some supporting ideas, and then if you want to speak longer, give an example. Okay. And just simply ch tell the truth, because sometimes questions could be very, very challenging, and the question could be beyond your scope of knowledge. Just simply tell the truth. Oh, it's a very big question. To the best of my knowledge, something like this for challenging questions. Just simply tell the truth. You can give your, you can express, okay, your feeling about the question. This is my structure, everyone. First of all, you can express your feeling about the question itself, and then try to answer the question. Try to the best of your knowledge. Try to answer the question with a very general statement, and then you give some supporting ideas. If you have some evidence or examples, include them. Okay. Now, for example, the question is, so in your homework, there's a question about risk. So should parents teach the children about risk? All right, the question is could be very, very unfamiliar, and you haven't thought about this before. So the question is about risk and teaching risks for young children. So if you receive such a question, first of all, you can start by expressing your feeling. Okay, so what do you think about that question? Just simply say the truth. Now, Neil, how about you? If you were to say the truth, what do you think about it? I find it's difficult because I ha have not experienced about this issue. But Cool. That's it. That's it. I can read it on news after through news or look at my sister family how they teach their son. Yes. Okay. So for you, it's a very big question. It's a tricky question, but through your, you don't have any hands-on experience. You tell the truth, you don't have any hands-on experience. Hands-on as you go. Hands-on experience or practical Real life. experience, real life experience, but through observation. Okay, through my observation. Okay, I see my friends, I see my older sister, the way she educate her children. So I can say that, blah 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 blah. And then you start answering the question. Okay? So this is something that you can do. So this is something that you can do. Again, start the answer by expressing your feeling. Okay? Now, nguyên khúc này là bạn nói, bạn đã có thể nói được khoảng hai ba câu rồi nè. Well, frankly speaking, it's such a big question. I don't really have any hands-on experience because I'm single. I have never thought about this. But through my observation, you know, I've got an older sister, and she has her own children. So I can say that it is that. But I can say that bắt đầu lúc đấy bạn bắt đầu đưa cho câu trả lời, thì nguyên cái khúc này là bạn đã đưa được một cái opinion của mình về cái câu trả lời đó rồi, được không? So your opinion could be short, or it can be long. It really depends on you. There's no, you know, fixed answer whether you should have a very long answer or you should have a very short answer. So it depends on you. It depends on your feeling and your opinion. It varies. Okay, it varies. There's no fixed answer. Now, and then you can answer by, and then you offer your opinion with a very general statement, like, through my observation, I suppose it is crucial to teach children about potential risks in life. This is a very general statement. Okay. After that, you would offer some supporting ideas and give some supporting ideas to persuade listeners. Okay. To persuade the listener. This is because children didn't have, you know, awareness, like adults. Sometimes they are not able to distinguish between risky situations and safe situations, like for example. And then, for example, it's good to teach them do not talk to strangers, because they are more likely to be kidnapped or, you know, hurt.
by strangers. So it is a tricky situation. So obviously, parents should educate children about, you know, some safety, you know, some safety, or insecure situation. All right. Đấy, thì các bạn có thể đưa một cái general statement and then supporting ideas and then you can also offer an example. Does it make sense? So try to follow this. Try to follow this. But you don't have to all for a very tricky question, you can offer the feeling. You can talk about your feeling, but do not talk about your feeling all the time. Like if you receive 5 questions in the IELTS Speaking Part 3 and for all of them, you apply the same structure, that would be very boring and monotonous. The examiner can anticipate what are you going to say. And that's not good at all. It proves that you are memorized things. So do not apply the same structure for all. Does it make sense, everyone? Try to vary the way. Try to vary the way you answer the question. Do not apply one template, one structure for every single question, for all of them. That would, you know, hurt your score because the examiner would think that you are, you know, reading from scripts, you are trying to memorize things, and it's not good. Okay. Everyone, is it clear, everyone? Yes. Okay, bây giờ mình sẽ thử nhá. So I want to give you a question, and you are not about to give me an entire answer. I'm going to break it down into smaller parts. So first of all, we're going to offer, we're expressing your feelings. I'm going to give you many, many questions, and I would like you to express your feeling about it. Okay, just feeling. You don't have to answer the question right away. Express a feeling first. Now, so I'm going to talk about parenting. So what can parents do in order to encourage their children to do physical activities more? What can parents do in order to encourage their children to do more physical activities? Now, give express a feeling first before answering the question. Now, Ling, how about you? What do you think about that question itself? I think parents should like have a talk with them or ask them to go outside or sign in some outside of some activities in the centers for their children so they can engage in outdoor activities. Good. With some other children. Perfect, perfect, good. That you are answering the question, I would like you to express a feeling first, just expressing a feeling and then stop that, okay? Because we'll break it down into smaller parts. I'm gonna break the entire answer into several parts, several manageable tasks part. Now, I wanna give you another question, huh? So, So why do people like to travel to other countries? Why do people like to travel to other countries? So what do you think about that question first? Before answering the question, what do you think about it, Nhung? Yeah, honestly, I am a big traveler. I can talk about this topic all day with my friends. In my opinion, I think traveling to other country can help us broaden our horizon. Mm-mm. And have a good experience. Cool. Okay. So your feeling is that you are an avid traveler, and you can speak from your own experience. So for me, I'm particularly interested in international travels for several reasons. It could be because blah, 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 and then you start answering the question. Thank you. Now, and then here, we're going to work on, now we're going to have an entire answer for my questions, okay? Now you can use this structure. You can use one of these. You can also omit filling if you want, but of course you have to answer the question, okay? You have to have an answer and then you have to support your opinion. These two bullet points are the most important one.
you cannot meet feeling or example, but of course you have to offer an opinion, an answer, and then to support your point of view. Okay, ready to go, everyone? So, this is the website where you can see forecast for IELTS speaking part 1, 2, and 3. So I'm gonna choose a random question and we're gonna go to work on that. I'm gonna choose a random question and I have to support there's something wrong with the website. Everyone please mute us up and ready to start. There's something wrong with the web. Maybe it's usually there's a list of questions here, but today I suppose there's something wrong with the web. So, okay, here we go. Gotcha, gotcha. Ooh, cool, everyone. Now. So, tutors, so after the speaking session with me, our tutor would join the room and she's gonna help you with some speaking part 2 questions. But here today, I'm gonna help you with speaking part 3. So we're going to, you know, focus on speaking part 3 only. Now, if in speaking part 2, you were asked to talk about sports, then here are some possible speaking part 3 questions. Okay, now let's work on the first one. Why do many people like to buy expensive sportswear? Sportswear means sweatshirts, trainers. Okay, for playing ball games. Okay, now you can also offer your opinion about it and then you try to speak from the experience or observation or your, to the best of your knowledge. Can I have the answer from me? Unmute yourself, please. So, it's such an address questions, but interesting. Okay, so, okay, so from my perspective, I do believe that there are a bunch of people like buying expensive sport wear just because like when you purchase a sport trainers, you will gain like more comfort or you will gain like top quality. It's just top quality. And yeah, I can't say anything more. Hey, nice try. So guys, can you help him a little bit? So when we have top quality shoes, what happens? What are some benefits of having high quality shoes when you participate in ball games in sports? It can protect, right? Your feet, right? When it comes to accidents, for example, it can, you know, protect your feet better than, you know, low quality shoes, and they are durable, right? You can talk about durability. They have longer, you know, durability. So, and that's the reason why I suppose some people may. And also some people like to buy expensive things just because they like to do so, right? It's because of their preference. They love to do so. Now, it's a very good answer. However, we don't use the word arduous here. Arduous là kiểu khó, kiểu là harsh, khắc nghiệt, arduous situation. Khắc nghiệt, khó, theo kiểu đó. Còn đây là một cái câu hỏi khó thì nó không có đúng collocation. Ha, cái từ này này, nó có nghĩa là, đây. Maybe ví dụ là cái công việc nó rất là kiểu khắc nghiệt, nó rất là khó, nó rất là gian khổ. À, dùng từ gian khổ rất là phù hợp với mọi người. Gian khổ ha. Đó là một từ rất hay nhưng mà nó không đúng nghĩa một cái câu hỏi khó. Make some notes, everyone. Arduous. It means gian khổ. Câu hỏi thì không dùng như vậy được, đúng không? Câu hỏi thì mình chỉ cần nói là it is a difficult, challenging, tricky questions. Tricky là được. Câu việc tricky ok không? A bunch of, yeah, people. Rồi bạn paraphrase from the shoes, trainers, footwear. Đúng không? Rồi. Comfort, good. Rồi, đến đây là các bạn đã đủ để có thể một câu trả lời rồi. Bây giờ cả lớp giúp cô từng câu một nhé. Mình sẽ nói về type từng câu một đi.
Rồi đầu tiên dùng từ tricky diễn tả cho cô câu này nè. Phát, diễn tả cái câu có từ tricky cho cô đi. Đúng không? Well, Well, it is a trick, very very tricky question. questions. Yeah, well is a very tricky question. Two. Rồi diễn tả cho cô a bunch of people, những người rất nhiều người thích mua cái này bởi vì sự thoải mái nó đem lại. Nào, Bảo Nhi. There's a bunch of software that many people like to buy it because it's bring more comfortable for them. Comfortable là danh từ hả? Danh từ là comfort mà. Footwear. Because they prefer comforts. Right, comforts. Wearing because they prefer comforts. Rồi, tại sao nó lại thoải mái hơn? Why? Express rồi cái phần comfort này cho cô đi. That high quality shoes can offer. Rồi. Ngoài ra ý cho cô là nó sẽ bảo vệ chân của mình tốt hơn tại nó là đồ đồ xịn hơn. Nhung please. That was high quality shoes can protect our feet and it's also durable. Yes. Okay, tiếp này plus expensive shoes often so dày mắc thì là thường là rẻ xịn đúng không? Đúng không nào? Often thì cả lớp nhỉ? Often associated with are often associated with higher quality. With higher quality. Right, which can protect our feet better. Now, this person knowledge a bunch of people like this is what? Because they prefer comfort that she can offer, plus she have to feet better. Just imagine, you know, just imagine. Cô đang hỏi là cái đoạn mà to the best of my knowledge, a bunch of people. Đúng rồi. Em tưởng là there are a lot of bunch of people like to. Nên là em tính nói tại sao chữ like không chia verb in. Okay. Now, just imagine, for example, just imagine when you, the nhận, have accident whilst Playing playing in games, yes, or football, whilst playing football. Cái từ while này mình có một từ khác nữa cũng bằng nghĩa cái từ này, mọi người ghi lại cho cô nhé. Whilst playing football. And what? Now just give me an example. Just give me an example. Like if you are playing football and then you have an accident, then can you help me please? Somebody can make an example. Then expensive shoes can. May I have the answer from? Giúp cô example được không nào? Bạn làm tiếp cho cô đi bạn nào. Thùy Linh please. Please. Just imagine when you have an accident while playing football and your trainers help you to Prevent. prevent form Severe injury, right? Prevent severe injury. Severe Injures. injury. Okay. So, nó sẽ ngăn cản được những cái vết thương nặng, chẳng hạn có từ injury. Injury is a noun. It means vết thương này cả lớn. Minor này, serious này. Đó. So, just imagine when you have an accident while playing football, trời phải, okay, better quality trainers
can surely help prevent severe. Can surely provide adequate support and help prevent severe injury. Đấy là mình còn chưa nói về cái việc là họ thích mua, bởi vì là this is a symbol of, you know, right? Of wealth. Okay, for some people, higher quality shoes or expensive shoes can be considered as a symbol of wealth. So they want to express their wealth, express their status through what they wear, express their attitude, their identity through what they wear. Right. A sort of symbol. Đó, chứ kể là nó có thể là a status symbol. Tiếng Việt dịch là gì cả lớp? A status symbol when they wear high end, yes. They not reflect, express or reflect their wealth, their success. What else? Their status, their success, their style. Đúng không? And they feel a sense of accomplishment or pride in themselves when they wear high-end shoes. Nào, để tạm bấm nó thêm. Nó có nghĩa là một câu trả lời cỡ này là nó đủ dài, không cần quá nhiều nhé. Bạn muốn thêm một ý nữa thì các bạn nói. Rồi. Diễn đạt lại cho câu ý này được không? Nếu bạn muốn nói ý này. So additionally, I suppose. Diễn đạt tiếp cho câu được không nào, Pháp? Besides that, high quality also presents the status symbol, and it's expresses their success style. It helped them, people can express or reflect the well success style. Now, besides, high shoes can be seen as status symbol. I mean, people often like to express their wealth, their success, and the style through what they wear. Okay? Rồi, một bạn nói lại cả cái câu trả lời cho cô đi. Nếu bạn muốn dùng cả ba ý thì có thể additionally. Additionally. Okay. Rồi bạn, you can read the entire sentence. Entire answer for me, please. Come on. Well, it is a very tricky question. To the best of my knowledge, a bunch of people like to buy expensive footwear because they prefer comfort that high quality shoes can offer. Plus, expensive shoes are often associated and with higher quality. Which can protect our feet better. Just imagine when you have an accident while playing football, better quality trainers can certainly provide adequate support and help prevent serve injury. Additionally, higher shoes can be seen as status symbol. People can express style through what they wear. Okay, a status symbol. Okay, now we're gonna work on another question, and you are going to do the same thing. Ha! What kinds of sport games do young and old people like to watch in your country? Sport games or matches, sport matches that young people and old people like to watch in your country. Now, Linh, can you answer the question first, please? Well, it depends on the age of people engaging in the activities. For some young people, they love heavy sports such as risky sport or extreme sports such as mountain climbing
or bungee jumping, it requires them to have adequate health to overcome these sports. In contrast, some old people tend to choose quite light sports, such as walking, swimming, or running, which are better for them to practice or to enhance or maintain their strength on a daily basis. Basis. Mm-hmm. Good. Thank you. No, basis on a daily basis. Can you say that again for me, please? On a daily basis. Thank you. Right. We don't say heavy sport and light sport, everyone. Yeah. What is the correct collocation, everyone? What is the correct collocation? Mình đang môn thể thao kiểu nặng, sức nặng, môn thể thao nhẹ. Now, guys, can you help me, please? What are some adjectives that can go with sport? Guys. Come on. Now, here we go. We can have risky, hazardous. Hazardous. Yeah. Indoor, outdoor. We can also have team sport, adventure sport. All right. What else? Mm-hmm. Let's go down here. We have. Now for thể thao mà kiểu cái môn mà nó yêu cầu cao về mặt thể chất á, mình có thể nói cho cô là physically demanding. Physically, yes. Physically demanding. Or high intensity sport. Và trái nghĩa của nó sẽ là low. Huh, in color. Intensities. You can Google for some example of low intensity sport. Here, low impact sports. Low impact sports. Okay. Or low intensity activities. Low intensity activities. Mình đổi từ activity. Mình đổi từ sport thành activity đi. Đó là đúng. Activities. Nhọn. Hoặc là low intensity. Low gì cả lớp nhỉ? Impact. Make some notes, everyone. Thể thao nặng, thể thao nhẹ, ha. Right. She did quite a good job, but you know what? The question is a little bit different from her answer, right? Here, the question is about the games that we like to watch, not the game that we like to participate in, but it is all right. Okay. No worries, it's all right. Even though her answer is a little bit further away from the original question, it is still fine. Okay, bởi vì cái tiêu chí coherence hoặc là task achievement cả lớp nó không có trong phần speaking. Speaking nó đâu có tiêu chí task achievement, tức là tôi hỏi gì anh phải trả lời nấy, nó đâu giống phần writing đâu. Nó không hề có cái tiêu chí đó. Cho nên bạn nói hơi bị, có thể là do mình nghe không kịp câu hỏi hoặc là mình bị quên, đúng không? Mình nó hỏi xong cái mình trả lời liền, cái tự nhiên đang trả lời quên mất. Không nhớ cái câu hỏi gốc là gì luôn. Không sao cả, bạn trả lời hơi bị lệch hướng một tí không sao hết nha. Nó không ảnh hưởng tới điểm số của chắc chắn là các bạn điều đó. Miễn sao bạn vẫn trôi chảy, phát âm tốt, có từ vựng, có ngữ pháp, điểm cao vậy thôi, không sao. Yeah, no worries. Now, the same question goes for Fat, how about you? Can you answer question number two for me, please? Unmute yourself, please. Actually, in my country, both young and old people more likely to watch football matches on the TV or in the stadium, and I think they are favorite in the football, and their love with football is also big. Okay, so he talks about football. Okay, so a lot of people, regardless of their ages, watch football matches because football is considered as the king's sport.
So many, many people, the majority of Vietnamese people have a big passion, a huge passion for this sport. And you can make an example. So when it comes to a important historic, okay, a historic, a historic football match. Cái trận đấu lịch sử. So when it comes to a historic football match between my country, the national team and other countries, a lot of people, you know, would gather together in a coffee shop or in a public place in order to root for our team. Okay, roots, what mình học từ này rồi đúng không? For our team, our Vietnamese team, some national team. Or the favorite team thì các bạn. Their favorites. Thì nhớ favorite là tính từ nha. Cho nên mình không nói là favorite in. They love thôi. They enjoy, they love, they have a huge passion for. A huge new passion for. What else? Okay, cool. Now let's move on to another question. Let's talk about, do you think that international sports games are for money? It is a hard question, isn't it? Bien, how about you? Number four. Do you think that international sport game are for money? Okay, so I definitely think international sport games are for money, just because, like, when it comes to international sport game, it requires a lot of money for booking a ticket or for being a spectator. Because, like, international sport game always allow people, like, allow individual to experience their skill, like the thrill of competition, or allow them to appreciate the skill of maybe athletes or something. Yeah, Basil. Okay, cool. Nào, cái khúc đầu này ok, khúc sau tự nhiên thấy nó không có liên quan lắm. Basically là cái điểm, cái phần coherence nó không có được mạch lạc lắm nha. Okay, so yes, to some extent, I would say yes to some extent, because if you want to attend a international sport games, you gotta, you know, pay a certain amount of money for, you know, booking a ticket, for travel and accommodation expenses. So yes, international games are for money, for financial purposes. If you want to, you know, to root for your favorite team, to appreciate skills of your favorite athletes and enjoy the thrill of the competition, of course you have to pay, you know, money. So yes, I would say international sport games, there's something associated with, you know, monetary purpose. Right. À, những cái mục tiêu mà liên quan đến tiền. Được chưa? Mục tiêu liên quan đến tiền athletes. Nếu các bạn muốn nói dài hơn, các bạn có thể sẽ flip cái vấn đề ngược lại. Bạn sẽ nói cái vấn đề ngược lại. However, có phải money is the only purpose, the sole purpose of international sports game không? Đúng không? However, bạn muốn nói dài, bạn cứ nói xong cái bạn lật ngược cái vấn đề nha trong speaking ấy. Part 2, muốn nói dài, lật ngược vấn đề cho cô. However, cô bài thêm từ nữa này, having said that. That said. Rồi, tuy nhiên. Tuy nhiên, what? Nào, keep going. Tuy nhiên, nói tiếp cho cô đi. Tuy nhiên, what happened next? What comes next? Thùy Linh? However, for some purpose, like to funding for poor children or poor country, so they do international sport for meaningful purpose, so they don't
take any money from that events. Okay, cool. So there are other purposes other than money, right? Purposes other than money. Other than, what does this mean? Other than, what does this mean, everyone? Homeland, chứ không chỉ làng. Money. The purpose of international games like Olympics, FIFA, World Cup, and other major sport events extend beyond just, you know, generating money or revenue, okay? Rồi, sometimes nó go, cái purpose nó go beyond. Vượt qua khỏi cái gì nhỉ? Just generating money, gọi là revenue đi. Revenue. Cái mục tiêu của nó đôi khi nó sẽ nằm ngoài cái việc là kiểu có lợi nhuận, đúng không? Of course nó sẽ có lợi nhuận, nó thu tiền vé, mình phải chi trả cho du các chuyến đi, mình phải chi trả cho accommodation để mình có thể làm những cái thứ này, đúng không? Để mình có thể chứng kiến cái sự thrill, cái sự hào hứng của trận đấu, mình được chiêm ngưỡng kỹ năng của vận động viên thì mình phải trả tiền, và tất cả những cái này nó đều là, đây là cái monetary drive. So of course major sporting events has, you know, monetary drive to some extent, đúng không? Nó sẽ phải có cái mục tiêu liên quan đến tiền, tới một cái mức độ nào đó nó cũng cần phải cần có tiền. However, the purpose of these events can go beyond. Go beyond just generating revenue. For example, they can, hồi nãy Linh đã có một idea là gì cả lớp nhỉ? Volunteer, right? Mm-hmm. Or aid, in what? For country. To charity, okay, exchange culture. Exchange culture, international relationship. Okay, or ngoại giao. What does this mean? How are you going to pronounce it? Diplomacy. Diplomacy. Okay, diplomacy, ngoại giao ha. Rồi quan hệ quốc tế, international relations. Mình có thể phân tích một xíu là geography, some events, use the entire revenue for, you know, voluntary activity to support underprivileged children or, you know, the disadvantaged people. Another you know, meaningful purpose of international events could be, you know, exchange culture between nations that participate in the competition. And it is also good for, you know, diplomacy or international relations as well. Okay, when you get to interact with other people and get to know more other countries. Now, answer the question again for me, please. Question number four. Bảo Nhi, you can answer question number four again for me, please. 1, 2, 3, go. Yes. Giúp cô đầu tiên được không nào? Yes. Yes, major sporting events have monetary drive to some extent. This is because, giúp cô tiếp đi nào. Nhung. This is because there are many expenses, such as tickets, accommodation, and travel expenses, and in addition, price expenses, price is one of expenses. However, sporting events in order to thrill up the competition and appreciate skills of athletes and enjoy
enjoy Enjoy the thrill of the competition. or the match or competition. However, However, a sporting event have many have other purpose other than money. Go beyond just generating revenue. Sporting events sometimes do charity or exchange culture or for international relations. Cool. Thank you. Now, Pat, how about you? Can you answer the entire question again for me, please? Yeah. Yes. Each sporting events have monetary try to some extent. This is because that the football which is also has to pay a lot of money for buy the ticket or travel to another nation to watch the football match and in order to appreciate the skill of athletes and enjoy the real of the match. Having said that, Having said that other purpose other than money and international international matches matches have other have purposes other purpose other than money. than money yet. Nếu mà mình dùng other money thì mình bỏ cái chỗ này đi, ha? Dùng một trong hai, go beyond. That go beyond just generating values, including doing charity, exchange, Future or or international relations. yes, diplomacy. Thank you. Kỳ vọng mọi người kịp không? Từ nào không biết hỏi cô lại nha. Rồi tiếp nè. Do you think sportmen would use the sport gears promoted in commercials? Gears is what does this mean? Gears. I Sport think it's gears means sport what? Equipment. equipment. Equipment không có thể không có đếm được thì không bao giờ thêm S nhớ nhé. Không có bao giờ thêm S chữ equipment. Mở mic lên cho cô ấy từng tắt mic nha. Rồi. Do you think sportmen would use the sport gears promoted in the commercials? What are commercials? Commercial. Advertisement. Very good. Advertisement. Okay, may I have the answer from Yong, please? What do you think? Should they use sport equipment in commercials? Well, it's a tricky question. So I don't know the first thing of this topic. So in my opinion, I believe that sportmen should wear sport gears for commercial purpose. Because it is a way for them to make money. The companies will sponsor for the team, and they can have budget to pay salary for athletes. 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 Okay, so basically you think it's yeah. Okay, yes. They often wear or use sport equipment or wear sport clothes promoted in advertisements. Now, what are some vocabulary that you can use to answer this question, everyone? What are some vocabulary that we can use? Nhận tại sao mình người ta dùng nó? Quảng cáo thì được dùng như nào, thường là sẽ được dùng như nào cả lớp? Do they have to pay any? Do they have to pay in order to use this equipment? Will they fit it? Not really, okay, because it can be they can
We can have some sponsorship deal. They have some special deal, for example, right? Let me have some special deals, or you might say sponsorship deals. Let me have some special deals, okay, with sport companies, and they can, like, they can. There's a deal in which sportmen will use equipment product promoted in the commercial, and in return, they can use the equipment for free or with some discounts, but in return, they have to advertise, they have to promote the equipment to their target audiences or to their fans, right? What else? What else? How about the quality? Quality? Maybe high quality sports can, high quality sports gears can enhance the performance. Okay, enhance the performance if they use special top quality equipment can really help them to enhance their performance. Okay, now you can answer the question by starting talking about the feeling. Just like Yung said, it's a very big question. I have no idea about it because, you know, I'm really interested in this topic and it is not something that I learned in school as well. But I suppose, yes, they could use them because possibly they may have some special deals with, you know, companies selling these products. Like, for example, if sportmen use the equipment for free in return, they have to advertise their products on their social media platforms on, you know, so that they can enhance the brand visibility among potential customers. Okay, các bạn chỉ cần là tới đấy thôi là đã đủ một câu trả lời cho phần speaking part 3 rồi. Rồi sẽ đặt lại được không nào? Bên học bọn em. Cô đang hỏi cái sponsorship deals nghĩa là gì cô? Những cái deal liên quan đến sponsorship. Sponsorship là kiểu tài trợ đúng rồi, những cái deals tài trợ, những cái deal tài trợ, deal là cái sự thương lượng đó mọi người, những cái deal. Đang sang lại câu, đang sang lại câu hỏi đâu không? Do you think Spiderman would use the sport ears promoted in the commercials? One, two, three, go. It's such a tricky question, but interesting. Okay, off the top of my head, I mean, like, every users always use these top quality like protective gears, just because like there are a bunch of special deals from sponsors, and they have to like trade these gears for everybody to know that is a high quality item. So in return, I mean, like, they always utilize like top quality, which is merely because they want to enhance their performances, and also to show off their skill to viewers, to audiences. Okay, demonstrate their skill. Cái điểm điểm yếu của Bin nó chính là cái câu trả lời của em nó không có được coherence nha. Coherence nó vẫn là một tiêu chí trong IELTS speaking nha. Coherence sẽ đi với gì? Fluency and coherence. Mạch lạc nó đi với trôi chảy, tức là có những cái ý cô cảm thấy là nó không được thực sự liên quan. À, nó vẫn có cái tiêu chí coherence. Nó không có task achievement là họ gì phải trả lời đấy, nhưng mà nó có tiêu chí coherence, tức là những gì mình nói nó phải logic. Đúng không? Đó, thì cái khúc sau cô thấy này, cô thấy nó chưa được chứng minh, nó người nghe vẫn kiểu what? I need further explanation.
Rồi, mình viết câu trả lời đầy đủ khúc này cho cô đi. Yes, it's a tricky but interesting question. Cái từ bắt đổi cho cô thành từ yes, cả lớp học của câu này luôn. Ủa, câu này khó nhưng mà hay nha. Okay, it's a tricky yet interesting question. Học câu này luôn cả lớp nè. Rồi. I guess off the top of my head, bắt chước viết ha. Off the top of my head. Tức là ngay bây giờ trong đầu tôi có gì thì tôi nói đấy á. Ha. Off the top of my head. I guess. Athletes. Lúc cô cả lớp athletes. May. Use. Không. Sport. Gears. Or advertise. In. Commercials. Yeah. In commercials. Tại vì sao đây? There are usually some special deals or sponsorship deals. Sponsorship deals in which allow them to use, đúng không? Sport equipments. For example, cho cô equipment. Such as đi. Sport gear đi ạ. Such as. What are some examples Helmets. of sport gears? What are some examples of sport gears, everyone? Helmets. Racket? You mean rackets? No, I mean helmets. Helmets, yeah. Helmets, yeah. Helmet này có rất nhiều sport gear này, racket, helmet, balls, what trainers, đấy, for free or with a very low price, such as helmets, rackets, tennis rackets, trainers, etc, you name it đi ha. And all, vân vân, and such đi ha. And such and all cũng được là vân vân. For free or with a lower price. Price. In turn, they gather, họ phải làm sao? Promotes products, the items on their social, hello? Media, right? Social medias or in other ways. Noise. In other ways. To help to increase what? The Brand quantity. transfer visibility. Visu. Cái gì là gì nhỉ? Hoặc là awareness cũng được. Awareness, brand awareness. What does this mean? Nhận diện thương hiệu. Thương hiệu. Nó tương tự như vậy. Các bạn có thể học dùng, dùng từ visibility. Ok. Cool. Mình có trả lời speaking part 3 đến đây. Nếu mình không có ý tưởng được cỡ này là được nha. Alright. Can you read the entire answer for me, please? Felix? Yes, it is a tricky yet interesting question. Off the top of my head, I guess yes, athletes may use sport gears advertised in commercials. There are usually some special deals or sponsorship deals which allow them to use sport gears such as helmets, tennis rackets, trainers, and all for free or with a lower price. In turn, they got to promote the items on their social media or in other ways to increase brand's awareness or visibility. Thank you. Right. Can you read the word again for me? Commercials. 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 Yeah, with the show sound, commercials. And we also have chữ gì để bạn đọc sai nữa nhỉ? Có một chữ đọc sai nữa. What's that word? Commercials. Ok, rồi cái chữ âm sờ này thì bạn đọc sai ha. Còn đấy bạn, phát có cái chữ này phát đọc chưa được, cô sửa lần thứ hai rồi này phát.
Ok, ông chị ấy sao? Nhung, can you read it for me please? Nhung giúp bác trước nào. Think, the teeth with the tongue out. You put the tongue in the middle of your upper teeth and lower teeth. Now, think. Think. Okay, Think. fast say it louder. Fast. Think. Think. Much better. Think. Cool, cool. Rồi, guys. Mọi người sẽ tập nói lại các câu hỏi này ha. Tập trả lời lại các câu hỏi này. I'll send you the link to the whiteboard and practice it while waiting for our tutor to come and help you with further practice. Before I leave, you got any questions? Do you have any questions? Okay. Now, you learn a very, very helpful strategy in order to tackle speaking part three questions. Okay. Now, can you remind me of the structure that we've learned today? That is something that you can use, but do not use all the time. Huh? No, you can also, first of all, what do you first? Feeling. Feeling. Share your feelings about these questions. Yes, and then you have a general statement, answer the question briefly, and then you supportive idea. Yeah, supporting it. Make it clear. Explanation. You can also give example. Okay. Và để có thể example bằng cái từ suggest, nó cũng là một hình thức mình để example thôi ha. Rồi, mọi người đọc lại cái link cô vừa gửi trong phần chat box. Mọi người đọc cùng cô một lát chưa được qua cho mọi người tập tiếp nha. Hey, here we go. Phát qua đây học với cô. Phát qua đây học. Rồi, hello Quỳnh Lê, hello Linh Vân. How are you today? Okay, what are you working on? Are you working on speaking part 2? Part 3, cool. Are you there for speaking part 2? Yes. Yes. So we're going to have some more speaking part 2 practice, everyone. Here we go. I'm going to share my screen. Now, which question are you working on? Which question are you working on? We just start to read the question for the speaking topic. Okay. Are you done with speaking part 3 theory about speaking part 3 that I sent you in the chat box? Are you done with that? Yeah. Are you done with that? Cool. Yeah. All right, I'm gonna share my screen again. This is something that we can learn, everyone. Cô đọc coi lại cái phần này cho mọi người này. Rồi, đây là những dạng câu hỏi có thể gặp. Ha. Rồi. Bây giờ cô sẽ check xem là kiến thức mọi người có nhớ không nha. Rồi, khi mình đưa ý kiến, nè, cô muốn các bạn muốn offer opinion thì các bạn có những mẫu câu nào để diễn tả? Bạn muốn offer ý kiến? Lê Quỳnh Lê cho cô một mẫu câu. Offer ý kiến. In my opinions. Okay, what else in my opinion? From my perspective. Cool. Perspective. Okay, Van, offer ý kiến. What else? What? Four, three, two. Personally, I think that. Personally, I think. Cool. Thank you. Personally, I think. Fat. Five. You offer your opinion instead of saying, I think. What are some other ways that you can use? In my opinion. Mm-mm. Do not say in my opinion all the time. Link. Yeah. What else? Em biết được hai câu, mất hết hai câu. Now, other ways, everyone. Can you give me other ways? Có rất nhiều cách khác để mọi người đưa ra quan điểm có nữa không? Có nữa. Theo quan điểm của tôi, mình còn gì nữa à? What else? Theo như quan điểm của tôi này, I believe that. Okay. I believe that. Or you may say, S. I'm convinced that. Good. I'm concerned. As far as I'm concerned. Right. I. Tôi cho rằng I am convinced. Okay. Oh, I'm convinced that. Thế như quan điểm của tôi nha, bạn đưa ra ý kiến của mình mà. Personally, I think.
Rồi bạn không chắc chắn. I guess. I suppose. I reckon. Rồi đọc hết các cụm trên bảng dùng cô nào. Vân, please. Vân. As far as I'm concerned, I'm convinced that personally, I think, I guess, I suppose, I reckon. Thank you. Reckon. Good, good. Thank you. Rồi bây giờ mình đối với cái dạng câu hỏi mà đưa ra một cái giả thuyết nào đấy trong tương lai hoặc là nếu bạn phải làm gì gì đấy thì bạn sẽ diễn đạt như thế nào? Rồi, nếu nếu tôi là ai đó thì tôi sẽ làm gì đấy cho cô một câu, một cái câu mô phỏng một tình huống tưởng tượng, bạn phải tưởng tượng một cái tình huống cho cô cái mẫu câu nào. Quỳnh. If I have a chance to go there, I will dress a beautiful jeans. Yeah. Ok. Rồi cho cô mẫu câu thôi ha. Nếu là if I have. Nếu gì đó. I would. Rồi. Nếu chuyện đó xảy ra thì sao? Cho cô một giả định. Nếu chuyện đó diễn ra thì tôi cho rằng Linh. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi cho rằng. If it occurs, if that happens, I think blah, 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 blah. Okay. Yeah. Happens. Rồi ví dụ cô nói là rồi nếu như tất cả mọi người đều biết bảo vệ môi trường thì chuyện gì diễn ra, đúng không? Diễn đạt cho cô câu này được không nào? Nếu tất cả mọi người đều biết bảo vệ môi trường thì đó, vấn đề về môi trường sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng. Make a sentence for me, please. Fast. If people everyone đều biết hết thì diễn tả sơ thôi, đừng có dịch word by word. Tất cả mọi người đều bảo vệ môi trường đi hả? Đúng rồi. Yeah. And protect. Joy. Protect diễn giải theo ý của em. If everyone protect the environment. Keep going. Thì sao? Then okay. It and I think that it would be more fresh and snapped. We can effectively. Effectively. Address or reduce các vấn đề về môi trường của cả lớp. And environmental issues. Issues. Problem. Issues of problems, okay. Issues, tongue, curl tongue, issues. Can I say that again? Issues. Issues. Okay. It's so. Right. Những câu hỏi giả định tình huống, cái từ người ta hỏi là ba mẹ cần làm gì? Yeah. Ba mẹ cần làm gì để dạy con bảo vệ môi trường? Thì mình nói là if I were, nếu tôi là một người cha mẹ, yeah. If I were a parent, okay, a parent là ba hoặc mẹ mà. Okay, I would, okay, so, set an example for my children. Okay. By actively protect the environments. Đó, xong mình đi example rồi. Giờ đối với các câu hỏi giả định nhé, cả lớp nhé. Đó. Rồi, các câu hỏi về sự so sánh đối chiếu. Yeah. So sánh đối chiếu, ví dụ người già thích thể thao nào, người trẻ thích thể thao nào. Đấy, hoặc là phụ nữ thì biểu hiện cảm xúc như thế nào, nam giới biểu hiện cảm xúc như thế nào, người ta hỏi hỏi như vậy. Rồi trái ngược lại với phụ nữ phải nam giới thường bla bla bla. Cho cô mẫu câu thôi, không cần đặt câu, cho cô mẫu câu thôi. Quỳnh lên. In fact to women, men. Very good. In contrast to human, men often. Very good. In contrast to human, men often. Rồi, good. Cho cô cả câu được không? Một câu đầy đủ luôn. Ví dụ, trái với phụ nữ, nam giới thường thể hiện cảm xúc của mình một cách rõ ràng hơn. Đúng không Linh? Phải không Linh? Yeah.
Make a sentence for me, please. Men tend to express Explore their all their feeling. Emotions. Emotion. Clear. Clearly. In a clearer way. Clear way. Clear way. In a clearer way. In clear a way. Clearer way. Okay, read it. Đọc lại cả câu. Cho cô đi nào. Link. In contrast to women, men tend to express their emotion in clearer way. In a clearer way. In a clearer way. Thank you. Right. How are you going to say this word? Women. Hello? Woman. Women. Women. Liên mắc một cái lỗi mà rất nhiều bạn cũng nghe cũng thấy luôn đó. Đó là cái sự khác nhau giữa âm này với là âm g. Không phải là woman, nó không phải là âm g. Âm g là cái hơi đang thấy đúng không? G. Ở đây là hơi ra từ môi mà, tôi phải hơi ra từ cổ họng, đúng chưa? Nào, it's not woman, it's Okay. Ở chưa? Giờ cái chữ này women. Thì mình đọc là women. 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 Yeah. Say that again, everyone. Women. 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 Louder, women. Everyone. Women. 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 That's right. Women. Okay, woman là số ít này, số nhiều của nó là hàm y, thấy chưa? Women. 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 Okay, cool. Women. Để ý cho cô nha, women. Rồi, thêm mẫu câu, các bạn so sánh. Ví dụ cùng mẫu câu này. Rồi, khác với người trẻ thì người già, họ sẽ quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Thử đi. Khác với người trẻ, người già thường có xu hướng quan tâm sức khỏe nhiều hơn. Nào, Vân. In contrast to teenager, young people chứ. Young people. Teenager thì là một bộ phận thôi, còn young people rộng hơn đúng không? Young people mình có teenagers, adolescents, or we have also have young adults. Như vậy young people nó sẽ rộng hơn. Rồi, older people tend to. Tend to. Quan tâm sức khỏe đây, sao everyone? Come on. Put more attention on their health. Pay more attention on their health. Rồi, cô diễn đạt cách này đúng hơn, mà kiểu nó hợp lý hơn ha. Cô sẽ nói là tend to be more health conscious. Nó ghi lại cái câu từ này. Health conscious là kiểu quan tâm đến sức khỏe hơn ha. Để ý tới sức khỏe hơn. They're more health conscious. Or they tend to seek. Cái từ này mình học trong bài reading này, take more medical attention. Medical. Hồng Anh, what are you doing? Sorry, attention. Medical attention. Now, can you read the entire sentence for me, please? Quỳnh Lê. In contrast to young people, older people tend to small health conscious. Thank you. Now, Fat, is your turn. Can you read the entire sentence for me, please? In contrast to young people, older people tend to more health conscious. Good. Or seek more medical attention. Very good. Very good. Rồi, chúng ta có một câu khác đi. Mặc dù A và B có những sự tương đồng, vẫn có những sự khác biệt về cái điều gì đấy. Sẽ có mỗi câu. Nhật Linh. Although young people and older have some cái đặc điểm chung thì cô ạ. Đặc điểm chung. Hello. Similarity. Very good. Similarity. General feature. Okay, similarity. Right, there are some certain differences. Okay, rồi cái cũng có trong tài liệu mà, mọi người không học bài à? Although A and B have some similarities, there are also some differences.
Okay. Yeah. Rồi. Nào bây giờ mình thử coi câu mẫu này. Rồi Vân, can you read the entire questions and answer here? What are the differences between a car and a public transport? Come on. Read it out loud for me, please. In contrast to cars, public transport eliminates individual maintenance fuel costs and insurance expenses. It reduces traffic. Reduce EBS, stop down. Reduces traffic congestion. Congestion, chết rồi. Chết rồi, phát âm của Vân 10 chữ là sai, 9 chữ rồi Vân hả? Congestion, đọc lại em. Congestion. Ừ. Pollution and offers accessibility for those without vehicles or who prefer not to drive. What's more, public transport generally operates on fixed routes and schedules. Whereas cars offer flexibility in terms of choosing routes and departure times according to individual preferences. Bây giờ mình đọc thì mình phải đọc đúng nhá. Hả? Khi mình nói chữ ES còn chấm chấm trước chữ đọc là phải đọc đúng. ES này. Đúng không? ES này. ES này phải đọc. Rồi. Các bạn thấy này, dịch cho cô thử coi Quỳnh để xem là mình học được cái gì từ đây này. Trái với người ta hỏi là sự khác nhau giữa xe ô tô và phương tiện công cộng khác nhau như thế nào. Đúng không? Và bây giờ mình phải diễn đạt ra cho người ta. Thì giờ mình sẽ nói này. Trái với xe ô tô, tiếp cho cô đi Quỳnh. Khác với xe ô tô thì phương tiện công cộng nó như thế nào? Nó phương tiện công cộng thì giảm hạn chế. Đúng hạn rồi. Chế cái việc riêng tư cả lớp. Maintenance là gì đây? Duy trì bảo trì, đúng rồi. Nó làm giảm cái việc là cá nhân mình phải bảo trì, nó làm giảm fuel cost, chi phí. Chi phí nhiên liệu. Nhiên liệu, nhiên, đúng không? Nhiên liệu. Rồi nó làm giảm cái chi phí gì nữa? Insurance. Bảo hiểm. Như vậy mình thấy cái từ expense cũng là chi phí, cost cũng là chi phí, mình học luôn cho cô nha. Được chưa? Tiếp theo, nó giảm gì nữa đây? Tắc nghẽn giao thông. Tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm và khả năng kết nối mà không cần phương khả năng tiện. Tiếp cận. Đúng nó không? đem Dạ. lại cái sự tiếp cận, đem lại sự tiếp cận cho những người không có phương tiện công cộng hoặc những người không thích lái. Ngoài ra phương tiện giao thông thì thường sẽ vận hành trong một cái tuyến đường cố định và nó có lịch trình. Trong khi đó thì xe hơi thì có thể gọi là linh hoạt hơn, đem lại sự linh hoạt. Mình cứ từ offer học cho cô nhé. Offer cái gì đó, offer, đem lại trong cái việc lựa chọn tuyến đường và cái thời gian đi theo như yes, cái mong muốn của cá nhân. Đúng rồi, theo như là cái sự, theo như cái sự, theo cái sự gì nhỉ, preferences, nhu cầu cá nhân, mong muốn. Preference là mong muốn, sự yêu thích, sự mong muốn của mình. Theo như mong muốn cá nhân đó, thì đó cái cách mà mọi người sẽ trả lời như vậy. Hồi nãy cũng có dạy nhóm mình ghi cái mẫu câu, mà nếu như các bạn nhận một cái câu hỏi mà bạn cảm thấy nó hơi khó thì bạn có thể áp dụng cái mẫu câu này. Hồi nãy Phát đã được coi rồi, cô nói lại lần nữa ha, là mọi người sẽ dùng cái đầu tiên, mọi người có thể nói cái feeling của mình. What do you think about that question? Okay. Ví dụ như các bạn có thể nói là it is a difficult. Mình sẽ đưa cái cảm xúc của mình về cái câu hỏi đó. Khi mình nghe cái là mình cảm thấy như nào, mình bộc phát, mình nói ra cho cô luôn. Ví dụ it's a difficult question. Đó. Difficult. Đấy, hoặc là một từ đồng nghĩa với nó có thể là tricky. Okay. Một câu hỏi mà nó rộng. Một câu hỏi rộng mình dùng là it's a big question.
Đó. Thì mình có thể nhận được câu hỏi, nhưng mà đừng lúc nào cũng cảm xúc. Vài câu thôi, câu nào thực sự mình muốn thể hiện cảm xúc thì mới đưa cảm xúc vô để mình có thêm được một câu nữa ha. Và sau đó mình trả lời nè. Mình nên có một cái câu general statement. Ví dụ ở đây mình có này, cái câu general statement là cái câu này nè. Đây, ví dụ như mình nói là chúng ta hỏi hai cái loại xe này khác nhau như nào đúng không? Thì mình có thể nói là although cars and public transportation have some similarities, there are also some differences. In contrast to cars, đấy, mình sẽ có một câu chung chung như vậy. Rồi sau đó mình mới đi vô cụ thể, mình đi từ chung tới cụ thể nhé. Đi từ chung tới cụ thể. Thì đây mọi người sẽ ghi lại cho cô này. Rồi chúng ta sẽ có này. Mình đưa feeling của mình, cảm xúc của mình vô. Mình đưa một cái câu trả lời chung chung. Sau đó mình đưa những cái phần giải thích cụ thể ha. Giải thích cụ thể hoặc là example để giải thích rõ hơn. Nó cũng giống như là speaking vậy đó. Nó cũng giống như là writing vậy đó. Rồi bây giờ thử nha. Cô thử một câu cho mọi người thử nha. Nào. So what do you think is the cost of stress among young people? What do you think is the cost of stress among young people? Okay. Khi mà các bạn gặp cái câu này phát bạn cảm xúc như thế nào đấy? Em cứ thử nghe coi. Phát. Đi cảm xúc nào. It The difficult questions. It's a difficult question. Yeah. Nếu mà thích câu này, I like this topic. I love to talk about this problem because Oh. I'm experiencing Yeah. stress as many young adults. Now, Linh, what do you think about this? Can you give một câu miêu tả cảm xúc đã? Little bit It's a big question. Chứ cái câu hỏi chứ. It's a Yeah. big question. It's a big It's a question. big question. Because there are, I suppose, there are so many causes of stress among young people. Okay? It really depends on individuals. The answer varies from people to person. Đấy. Mình cảm thấy nó khó này. Mình có thể tôi nó khó tại vì sao? Bởi vì là the answer. Hoặc the answer. Hoặc cụ thể cái câu này nha. Cái câu mà nói về stress thì cô sẽ nói là it's a tricky questions. Tôi nghĩ đó là một câu hỏi khó. Bởi vì sao? Because I think the cost of stress varies among individuals. Tức là sao nhỉ? Là sao? Cô nghe coi. Nó là một câu hỏi khó tại vì tôi nghĩ Means cả lớp. nguyên nhân tạo ra stress Nguyên nó nhân rất đúng không? là Nguyên nhân rất của stress nhiều, á, thì đa dạng, đa nó đa dạng, dạng về cá nhân, nó đa dễ dạng như đối với mọi người yeah. đó, cho nên tôi thấy nó khó, tôi không biết nguyên nhân cụ thể là gì đấy. Thì đây là đầu tiên mọi người có thể cho một cái câu chung chung như vậy ha. Rồi xong bây giờ bạn có thể bắt đầu tôi trả lời này đấy. This rồi Yes. this the causes, những cái nguyên nhân này, this những cái nguyên nhân này may Tên rồi cho cô những cái general statement ấy. Ví dụ như là nguyên nhân là gì đấy? Study. Work and study Study. or even relationship. Đúng không? Rồi, xong rồi là mọi người sẽ giải thích ra cho cô này. Mình đưa statement đúng không? Đúng chưa? Rồi Yeah. bây giờ mình đưa example, đưa lý giải cụ thể ra cho cô. Ví dụ như là tại sao work, công việc làm cho người ta stress như thế nào, study stress như thế nào. Rồi, bây giờ mình thử cho từ vựng nhé. Cô cho cả câu nhé. Cô từ vựng thì coi work thì mình cần những cái lý do nào cả lớp. Đấy. Work Pressure. Pressure work. can. Mình start. They may have some work. In terms of work, they may have, they may be overloaded. Đúng không? Overloaded. Over, so at work, they could be overloaded. Có thể bị quá tải nè. Đúng không? With many tasks and with responsibilities.
và trách nhiệm của công việc đi, responsibility. Đúng rồi, responsibilities. Rồi, with study thì có thể là những có những cái academic gì nhỉ? Pressure, stress. Rồi Vân đi học Vân có stress gì, áp lực học hành của em bao gồm cái gì? Exam. Exam, đúng rồi. Exam. Test. Or peer pressure. Wow, bạn mình tạo ra mình chẳng có stress chẳng hạn vậy. Rồi, đối với relationships. Ví dụ như là gì, những cái toxic. Đúng không? Relationship. Or những cái mối quan hệ độc hại này, hoặc là những cái cuộc tranh luận này, arguments. Or misunderstanding. Đúng không? So toxic relationships, arguments, or misunderstanding between with your friends, đúng không? With friends, with lovers, and then can could be, no, could be a source of stress among young adults. Now, adults là gì cả lớn? Người trẻ. Okay, rồi. Đó thì đây là cách mọi người có thể trả lời này. Mình không cần chọn hết. Đi thi nhiều khi cô chọn mỗi work study thôi, cô không nghĩ là cái này cũng kệ đó. Được không? Mình không cần phải nói hết. Mình không có tham lam cho việc chọn ý kệ nó nha. So, what is the tricky question? Because I think the causes of stress may vary among individuals. It really depends on each person's circumstance. These causes may include work and study pressure, or even relationships. You know, problems with relationships. Like for those who are working, they can be overloaded with, you know, a lot of tasks and responsibilities at work. This can make them feel really stressed with their work. And for students, they may experience academic pressure, such as exams or even peer pressure. Like in case their friends, the classmates are better than them, they can feel, you know, under pressure because of that. And relationships can be another source of stress for young adults. Like if they have problems with their, you know, friends, their lovers, or even family members, they have arguments or they misunderstand each other. This can really make them feel, you know, experience negative feelings. Okay? Mọi người đã kịp không? Kịp đúng không? Rồi diễn tả lại cho cô từng khúc nha. Bây giờ một bạn đọc lại khúc này trước này. Phát đọc khúc đầu trước, miêu tả cảm xúc và general statement. Is it a tricky question because I think the causes of stress vary among individuals. These may include work and study or even relationships. Thank you. Đọc lại cho cô từ question. Questions. Question. Questions. Âm sờ, question. Rồi cái khúc đầu nó chính là feeling and general statement. Còn cái khúc sau này, nó chính là phần answer và mình explanation. Đấy chưa? Rồi diễn tả cho cô. Rồi ở nơi làm việc thì người trẻ có thể sẽ bị nhiều việc quá và cảm thấy bị căng thẳng. Linh nào? In the workstation, the young people always feel that they have a lot of work to do, so they will feel stressed after the working hour. And yeah. Okay, cool. Workstation là cái phòng làm việc ấy. Ở đây có một nơi làm việc nói chung thì mình nên nói là at work. Work. Nơi làm việc nói chung thì mình nên nói là at work. At work hoặc là at workplace. At work, at workplace. Rồi dùng từ vựng của cô đi cho nó có điểm ha. Đọc lại cho cô đi. At work, young people may be overloaded with a lot of tasks and responsibilities. They have a lot to do and they may have to work overtime usually. So they may feel stressed because of that. Now Linh, repeat that. At work, young people have a lot of things to do and maybe they have to work overtime. Okay, cool. Rồi,
đối với học đối với người trẻ, những người mà còn đang đi học là học sinh chẳng hạn, thì họ có thể áp lực học tập bao gồm kiểm tra hoặc là áp lực đồng trang lứa. Vân, please. À. Đúng không? Miss nhắc lại câu tiếng Việt cho No, đây đây, nó nằm ở đây đây, diễn tả cái ý số 2 cho cô đi. okay. In contrast to young people, In the academic pressure such as exam or peer pressure can Rồi, diễn đạt cả câu cho cô, cả lớp giúp cô đọc cái câu này lên xem nào. Đối với học sinh thì một cái nguồn áp lực của họ là gì đây? For, diễn đạt cho cô đi cả lớp. For is students, rồi, đi nữa. needed. They They may need. have, đừng nói là they always nhé, nhận liên hệ này từ always, cái extreme language là mình không nên xả, tại vì đâu phải ai cũng bị đúng không? Ví dụ như Vân chẳng hạn, Vân đâu stress đâu em. Đó, đó. Thế vâng, nó stress một câu, nó Yeah, mình nên stress. dùng, mình không có Sai dùng sao đúng extreme rồi. language. Yeah, so we have academic pressure such as exams or peer pressure, which makes them today feel Yeah. Stress. Đúng rồi, feel stress hoặc là mình diễn đạt các cái gì makes them which leads to đi ha. Yeah. So Negative all lot of feelings. negative Đó, which leads to negative feelings. Đó, đọc lại cả câu vân vòng, please. For students, they may have academic pressure such as exams or peer pressure, which leads to negative feelings. Rồi. Diễn tả cho cô cái ý tiếp theo. Quỳnh Lê, please. Beside those reasons, the toxic relationship, such as arguments or misunderstanding with friends or lovers, relations in family could be the sources of stress among young adults. Good, good job. Very good. Đấy, thì mọi người học cái công thức này. Mình được cái feeling. I would like to unmute Nhật Linh a little bit because the background is a little bit noisy. Mình the feeling, mình the general statement rồi mình giải thích nó ra. Ha. Rồi ở đây có một câu trả lời mẫu mọi người có thể học thêm nhé. Mình có đây. Now, read the entire answer for me, please. Phát. Come on. Read Okay, it for me, please. what do you think is the cause of increasing levels of stress among young adults? I believe that the main cause of the rise in stress among young adults is the demanding natures of modern life, academic pressures, career expectations, financial burdens, and social media influence contribute to this stress. Overall, the complex and demanding nature of the modern work places significant stress on young adults, impacting their well-being. Very good. Ở đây mình có từ mới cả lớp này. The nature là gì cả lớp? The nature? Từ từ Nhiên. từ Ngoài nghĩa là tự nhiên, thiên nhiên, nó còn nghĩa là bản chất. bản Nha. chất Bản chất. Ghi lại cho cô đi cả lớp. Bản chất của cái chất cuộc sống hiện đại. Rồi, career expectations. Career expectations gì vậy con means. Nghề nghiệp, cái mong muốn nghề nghiệp. em? Cái mong muốn về nghề nghiệp. Rồi. Mình có này. Social media influence. Social media influences is a very long phrase. It means ảnh hưởng của mạng xã hội. Nghề À, đóng góp cho cái sự căng thẳng này. Rồi. The complex and demanding nature. Cái bản chất của cuộc sống hiện đại vừa gì? Phức tạp mà là vừa. yêu cầu nhiều. Người hỏi như Nhiều. vừa đòi Yêu hỏi cầu. nhiều vừa khó. Demanding là đòi hỏi nhiều mà là nó khó khăn ấy. Là cái bản chất nó đòi hỏi nhiều, nó phức tạp nữa. Rồi, nó place significant stress, tạo áp lực, đặt áp lực, tạo áp lực lên ai? Lên người Lên trẻ. người Ừ. trẻ. Mình có place cả một cụm này, place stress on.
place stress on, tạo áp lực, gây ra áp lực. Và điều này nó ảnh hưởng tới cái well-being. Well-being là gì? Well-being. Nhưng... cái sự hạnh phúc của người trẻ, the well-being là cái sự sự hạnh phúc, cái chất lượng cuộc sống. Đó. Well-being, sự hạnh phúc là chất lượng cuộc sống. Make some notes, ghi lại chưa? Nhật Linh ghi lại chưa? Rồi, ở đây mình có thêm này, những câu hỏi về dự đoán này. Bạn có nghĩ trong tương lai AI sẽ replace human beings hay không? Rồi, những câu hỏi về điều gì làm một cái người bạn tốt, điều gì làm một người giáo viên tốt. Những cái câu hỏi nó hỏi rất là nhiều thì mình cần có một số cái mẫu câu. Về nhà xem tiếp cho cô được không? Cô thì các bạn chưa xem, về nhà coi lại cho cô được không? Dạ, cô. Tại vì nó cho mình mẫu câu rồi, mình học giống như hôm nay cô hướng dẫn. Đó. Cô cho các bạn học để các bạn hình dung là mình sẽ tận dụng tài liệu như nào. Thì về nhà mình phải đọc kỹ hơn, cái mình học thuộc, mình thích câu nào mình ghi nó lại, mình lưu nó lại để mình biến nó thành cái câu của mình để hỏi cái là mình nói được. Được không nè? Cho sẵn rồi, mọi người chỉ cần cố gắng học một vài mẫu câu cho cô thôi. Được không cả lớp? Mọi người làm được không? Rồi. Về nhà mình tập như vậy để mình có thể xoay sở với các câu hỏi phần speaking. Các câu hỏi nó khó thì không sao hết, kệ. Nó không có test cái trình độ của bạn là mình trả lời đúng hay sai, kiến thức của bạn là đúng hay là interesting hay không, không sao cả. Miễn sao mình vẫn nói trôi chảy, mình đúng ngữ pháp, mình đúng phát âm, mình có từ vựng là mình có điểm nha. Ideas nó đúng sai không thành vấn đề. Đó. Nhưng mà mình nên hạn chế dùng extreme language theo kiểu như là always, never. Tại vì nó có thể sẽ mắc lỗi lập luận, nó chính là overgeneralization. Nha. Là khái quát hóa, cái lỗi khái quát hóa, lỗi quy chụp ấy. Thì mình chịu khó mình bỏ bớt đi là mình sẽ được nha. Học cho cái mẫu câu này được ứng dụng. Cái bài tập về nhà hôm trước cô cho các bạn lập soạn script phần speaking part 3, cô thấy bốn bạn này chưa làm thì bốn bạn này phải bổ sung cho cô nhá. Mình áp dụng cho cô cái mẫu câu này này. Mình cứ đưa filling ra, xong mình đưa general statement, mình đưa supporting idea. Có nhiều bữa trưa em off. Em off. Cô lựa record. Thôi hôm nay mình học bài rồi, làm được đúng không? Hôm nay mình học là mình làm được bài rồi nhá. Và video là mình video record rồi cô đẩy hết lên YouTube rồi đúng không cô? Để cô để lát được cô đẩy lên nhá. Đẩy hết nha cô. Rồi. À, đẩy gì? Bài nào vắng thì mới đẩy thôi. Tại vì mỗi lần tải lên nó mất công, cô phải tìm lỗi trong thư mục để cô đẩy lên. Bạn đọc cần bài nào nói cô đẩy nó lên nha. Dạ em cần hết rồi cô. Đẩy hết nha. Để thấy có xem không mà cần hết, đứng tạo mỗi chỗ cần có biết. Cô đằng nào cũng thôi, em nghĩ học như em thì chắc phải học lại nhiều rồi. Nên là mình phải chịu khó học sơ lại rồi. Cô. Giữ vậy sao? Giữ vậy. Rồi cho mọi người nghĩ, mọi người làm bài, cô sẽ up cái video speaking hôm trước lên cho mọi người, là thiếu bài nào thì mọi người nói cô bổ sung cho các bạn nhé. Nhớ là cảm cô. Hôm nay mình học rồi là phải làm bài tập nha. Làm bài tập thì bye. Yeah.